Ok anh em, thì gọi là cái gian hàng mà ấn tượng nhất trong Việt Nam Motor Show 2022 á, thật sự chính là cái Morgan này nè, Morgan Motor Company đó anh em ha. Anh em nhìn đây, đi từ đầu tới cuối nha, thì nó nằm ở trong hơi khuất xíu, nhưng mà anh em hình dung là nhìn cái là ấn tượng ngay, nó khác biệt hoàn toàn so với 13 cái thương hiệu còn lại đó anh em. Đây là cái gian hàng trưng bày của Morgan nè. Đây, Morgan là một thương hiệu đến từ Anh Quốc, đã bán thương mại tại Việt Nam nha, đã phân phối bán tại Việt Nam đang chính hãng. Và chiếc xe anh em đang thấy nè, đã để chỉ đúng hai chiếc xe thôi, mà một chiếc xe giá từ nó khoảng 8,5 tỷ, và chiếc bên trong màu xanh này nè nó tầm khoảng 7,5 tỷ đó. Anh em đi xuống đây tầm giới thiệu chi tiết cho anh em nè. Nó là xe chỉ có hai ghế thôi nha anh em ha. Đó anh em nhìn thấy, nhìn nó khác biệt mà nó sao ta, nếu gọi là thích nhìn đã mắt nhất á phải là hai chiếc này đó. Thì anh em nhìn thấy là nó chỉ có hai ghế, và nguyên cái khoang đầu nó là dù sử dụng nó còn là cái máy nó nằm trước hết, và nó sử dụng máy của BMW nha anh em ha, giá tầm 8,5 tỷ. Nếu mà so sánh với tất cả xe mà tầm xe sang mà từ ngoài vô trong á, thì ấn tượng xe này nhất thôi. Đó. Tại vì anh em mình dung là mấy xe 7-8 tỷ nó nà ná với nhau hết, nó ở Việt Nam mình Lexus rồi G63 gì đó, nhưng mà chiếc xe này nó khác biệt hoàn toàn. Và nó được giới thiệu là chiếc xe mà duy nhất hiện tại trên thế giới còn sử dụng mà chất liệu gỗ để làm thủ công cái xe này. Và xe này làm thủ công hết nha anh em ha. Đó, chỉ trưng bày hai chiếc xe thôi, nhưng mà chỉ trong 2 ngày đầu tiên của Việt Nam Motor Show 2022 á, là đã hết sạch các tài liệu, các rồi xua về nó, về giới thiệu xe này. Giờ tới đây á, anh em chỉ biết nhìn bằng mắt thôi, cảm nhận mắt thôi. Thông tin chi tiết thật sự bây giờ tâm chỉ nắm sơ sơ thôi, chỉ biết cái làm bằng thủ công 100% nè. Hai ghế xe này mà anh em cho đi Đà Lạt, chạy Đà Lạt thôi khỏi chê. Đừng siêu xe Lamborghini hay là Ferrari gì đó, anh em ra xe này, xe này nó sẽ đậm hơn và người ta sẽ quan tâm chú ý nhiều hơn. Nè, đi vòng ở đây ha, anh qua vòng ở đây nè, xéo ở đây nhìn cái bên hông của nó. Cái đầu xe á, thì anh em hình dung nó vẫn còn thiết kế theo kiểu cổ á, theo lối cổ điển xíu nha. Nó nhìn em nhìn thấy đầu xe hai cái đèn lồi ra, thì anh em nhìn thấy cái hốc bánh cũng như là hai cái đầu xe và cái hai bóng đèn á lồi ra, thì cái kiểu là mình sẽ thấy trên xe cổ nhiều hơn. Nhưng mà anh em nhìn lên cái hàng ghế á, nhìn lên hàng ghế thì mình lại thấy trên xe sang cỡ xe gọi là xe thể thao bây giờ, nó kết hợp với hiện đại và chút xíu cổ điển á. Tại vì máy và phía trên đó hàng ghế da là vẫn là cái kiểu xe sang. Vô lăng thì lạ, anh em thấy vô lăng không? Đây mình chỉ thấy được cái vô lăng nhỏ thôi, ở chỗ này đây nè, đây nè, đó vô lăng nhỏ thôi. Thì cái kiểu này vô lăng là kiểu của xe cổ, nó vẫn giữ được cái chi tiết xe cổ, là cái tay nắm vô lăng nó rất là nhỏ đó. Còn anh em nhìn thấy không, cái đầu vẫn là cổ, cái 350 mã lực nha anh em ha. Thì do đông quá, lại cái xe này nhiều khi đắt tiền quá mấy ông lại không cho vô, nhưng mà mình là khách hàng mấy ông không cho vô cũng hơi chảnh đó. Thì bây giờ mình chỉ quay tới đây thôi, mình không muốn quay chi tiết nữa, tại vì có dịp mình sẽ ghé trực tiếp showroom để mình xem từng xe luôn, xem từng chi tiết xe cũng như là quay cận cảnh cho anh em ha. Rồi, đây chính là thương hiệu nằm trong góc nhưng mà về ấn tượng á, thấy nó ấn tượng anh em ha. Morgan Motor Company. Ok anh em, ok, bye bye anh em.